Quan xin chào mọi người. Buổi sáng ngày hôm nay không em có vài được một lô lồi phở này và lồi cháo. Em quay lên cho mọi người cùng xem. Đây mọi người có thể thấy rất nhiều lồi phở này. Đây, em lồi 100 lít này. Bên cạnh đây là em lồi 60 lít cho mọi người. 100 lít này, 60 lít. Qua bên này thì có lồi 20 lít này. Toàn bộ là lồi điện nha mọi người. Bên em thì có cả điện 1 pha và 3 pha này. Anh chị thích đấu 1 pha 3 pha thì bên em đều đấu được ạ. Đây, nồi cháo 100 lít này. Tiếp tục là lồi phở này, rất nhiều lồi phở nha mọi người. Hàng được bên em bọc rất là cẩn thận ạ. Hàng còn rất là mới và đẹp. Đây, bên trong này còn rất là mới nha mọi người. Hàng bên em về rất là nhiều này. Anh chị nào mà mở quán sáng như là quán phở, quán bún, quán cháo đang cần tìm những sản phẩm trên thì anh chị liên hệ ngay cho bên em nhé. Anh chị đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hà Bối, Đông Anh, Hà Nội